Long nè, nó chết tại chỗ rồi chị ơi. Tức là bị tai nạn giao thông ở trên đường đúng không con? Đang chạy xe đi kéo lưới chưa được kéo nữa. Mới đi từ 10 giờ mấy tới 11 giờ mấy là bị hai đứa đó nghe nói thôi, chứ mình cũng chính xác là hai đứa đó nó chạy xe chia. Hai mấy tuổi bây giờ báo là hai đứa đó cũng chết rồi. Trời ơi. Hai đứa là hai người đó là đụng hai vợ chồng. Bây giờ hai đứa đó cũng chết rồi. Cũng chết luôn. À. Tức là trong cái vụ tai nạn đó là bốn mạng người. Rồi cái lúc bà con hay tin đó là như thế nào? Vừa lúc đó con mới vừa đi làm về. Rồi con nằm nó mọi hơi rồi hơi nghe được tin ba em mất trước, rồi sau đó ngồi khóc mọi hơi rồi hơi nghe được tin ba báo mất. Lúc đó thì ai gọi điện cho con, ai báo cho con rồi? Dạ công an báo lại cho mấy cô chú đây, cô chú báo lại cho con. Là lúc đó là báo như thế nào con? Nói là mẹ con có lưới bị tai nạn. Là người ta báo tin là mẹ mất trước. Rồi xong rồi khoảng bao lâu nữa thì báo tin là ba con mất? Chắc cỡ nửa tiếng, một tiếng nữa. Là lúc đó người ta gọi về, người ta nói là ba con cũng mất luôn rồi. Là bị tai nạn, là bị tai nạn như thế nào con biết không? Hình như là bên bển ở thanh niên trẻ 22, 23 tuổi gì đó chị sẽ chia rồi xỉn rồi đụng. Tức là con cũng nghe lại là cái vụ tai nạn đó là hai cái thanh niên chạy trên một chiếc xe, và trong khi đó là hai cái người đó xỉn nữa là tông vào ba mẹ con. Dạ. Nãy chú có nghe nói là như là mất tại chỗ mà đúng không? Ba mẹ con mất tại chỗ không? Còn hai người kia thì cũng mất luôn bây giờ. Dạ. Trời ơi. Rồi con thì con học lớp mấy rồi? Con học lớp 7. Xin chào cả nhà, thì hiện tại thì anh em mình đang có mặt ở Sóc Trăng. Và anh em mình hồi trưa thì nhận được một thông tin là có một cặp vợ chồng mắc cùng một lúc luôn cả nhà, thì để lại ba đứa con. Thì ngày nay anh em mình tìm xuống đây để chia sẻ hoàn cảnh này đến với quý cô bác chị. Thì nghe đâu cái lúc ban đầu là gia đình này rất là khó khăn, và khi mà hai vợ chồng mà mắc cùng lúc như vậy bỏ lại ba đứa con thì cực kỳ khó khăn luôn cả nhà. Và bây giờ là phía trước đây là cô chào cô nha. Dạ. Thì cô là cái gì của cô? Tôi xin vào cộng đồng mạng. Dạ. Tôi là ở cái bên nhà của hai đứa vợ chồng mới chết hồi 11 giờ mấy đêm. Dạ. Hai vợ chồng này rất là làm ăn, có ba đứa con nghèo. Khuya thì thường thường thì đi từ nhà tới chỗ kéo lưới cỡ 60 cây số. Dạ. Đi xe Honda rồi cầm lưới đi, thao thùng gì đem theo, cũng như thường lệ vậy đó. 10 giờ mấy, 11 giờ mấy thì phải đi. Rồi lâu lâu thì người mệt thì nghỉ một đêm. Dạ. Rồi hồi tối thì đi 10 giờ mấy đi. Đi rồi tới sáng 6 giờ sáng là đứa nhỏ này nè, là thằng trai út của cặp vợ chồng đã mất nè. Dạ. Nó qua nhà tôi, nó hỏi chồng tôi á, ba mẹ con đâu rồi cũ. Cái chồng tôi á, mới nói là con đi về coi coi mẹ con có đem lưới đi không. Dạ. Nó nói có đem lưới hai gì không biết, nó cũng còn nhỏ. Rồi cái chồng tôi mới nói vậy, con đi coi coi điện thoại có để nhà không, có gì cũ dương điện thoại cho ba mẹ con. Nó nói để nhà hết rồi, không có đem theo. Cái tôi đi chợ về, cái tôi mới nói bây giờ nó không đem điện thoại theo, thường thường là 4 giờ mấy nó đã về tới nhà rồi, nó rửa cá rửa gì đặng nó đem ra chợ gần đây nè, cỡ 500 mét nó bán. Dạ. Sao bữa nay 6 giờ mấy 7 giờ tôi đi chợ mua đồ ăn sáng cho gia đình rồi mà không thấy về, thì mình không đem điện thoại theo thì mình cũng đâu biết gì đâu để liên lạc. Mình cứ chờ mà mình hy vọng là nó đừng có gì, chỉ hư xe thôi. Rồi sao cỡ 7 giờ mấy trưởng ấp mới điện cho tôi, trưởng ấp hỏi chị ơi. Cái mình thấy điện thoại Zalo trưởng ấp điện lại là mình nghi rồi. Có gì không chú Long? Cái chú Long nói chị ơi, chị ở xóm Tâm Thọ mình á chị, có ai tên La Thị Ngọc Sang không? Là mẹ này nè. Là người mẹ của bé này ha. Mẹ của bé Út này nè. Dạ. Cái tôi nói có chú Long ơi, đứa em đó đó là nó đi kéo lưới Vĩnh Châu đó. Cái chú trưởng ấp nó nói đúng rồi, bị tai nạn ở Vĩnh Châu. Cái mình nghẹn lòng rồi, mình tim mình hết, tôi bệnh đó, tôi không nói. Cái tôi kêu nhỏ cháu ở trong nhà là cháu của đứa mắt này nè. Dạ. Nhiên à Nhiên, con đi ra con nói chuyện với trưởng ấp coi, hai nói hết được rồi, Út con bị tai nạn rồi. Cái cốc máy đặng báo tin cho anh em nó, cũng nghèo khổ đi mằng sáng lên tứ đi tứ xứ chân à, xóm này xóm chi mằng.
cái hơi cái tôi mới điện cho trưởng ấp, tôi nói chú Long, La Thị Ngọc Sang đó là nhỏ ở gần nhà tôi đó chú Long, nó bị tai nạn giờ nó nằm ở bệnh viện Sóc Trăng hay là bệnh viện Vĩnh Châu. Chú Long nè, nó chết tại chỗ rồi chị ơi. Tức là bị tai nạn giao thông ở trên đường đúng không con? Đang chạy xe đi kéo lưới chưa được kéo nữa. Mới đi từ 10 giờ mấy tới 11 giờ mấy là bị hai đứa đó nghe nói thôi, chứ mình cũng chính xác là hai đứa đó nó chạy xe chia. Hai mấy tuổi bây giờ báo là hai đứa đó cũng chết rồi. Trời ơi. Hai đứa là hai người đó là đụng hai vợ chồng. Bây giờ hai đứa đó cũng chết rồi. Cũng chết luôn. Tức là trong cái vụ tai nạn đó là bốn mạng người. Nó xỉn. Nó thông vô trực tiếp hai vợ chồng này nè. Thì nói chừng đâu tiếng ngoài đồng hồ, cô đứa này nè mới ở Vĩnh Châu thì ở gần chỗ ba mẹ nó kéo lưới. Tại vì ba nó có vợ ở gần nhà tôi, thì quê nội nó Vĩnh Châu. Cô nó đã, tôi điện cho cô nó đi nhà xá, đi vô bệnh viện Vĩnh Châu kiếm. Thì đi vô cô nó điện về cho tôi, chế ơi, hai vợ chồng nó chết hết rồi chế ơi. Trời ơi nghe mà thương tâm lắm con, thương tâm lắm con. Tức là đêm hôm qua là hai vợ chồng, là công việc của hai vợ chồng là đi kéo lưới. Đúng rồi con. Và trong cái thời điểm đi là từ 10 giờ cho đến là khoảng... Có khi 10 giờ mấy, có khi 11 giờ mấy. Về tới nhà là 3-4 giờ là thường xuyên. Tại vì nó về tới nhà nó rửa rồi mình nằm kế bên ngủ mình nghe. Nước ngọt lại bây giờ con kiểm đi con. Ý hai. Là cái buổi tối hôm đó là đi trên đường... Là đi chết luôn rồi. Đi kéo cá đúng không? Là bị tai nạn trên đường đi đó. Đó, chưa được kéo nữa là chết rồi. Rồi hai cái người mà nguyên nhân là hai nghe nói thôi nghe nói mà. Thôi chứ mình cũng không có thông tin chính xác, mình nói bậy thì không được. Nghe người ta trưởng ấp nói là hai thằng đó giờ cũng chết rồi. Là hai thanh niên ha. Nghe nói hai mấy tuổi rồi. Trời ơi. 11 giờ mấy tất nhiên là cô nghi là nó đi nhậu đi gì ban đêm nó về nó tông mình. Nghi thôi, mình cũng dám nghi bậy bạ tội thì thôi, bây giờ người chết cũng chết rồi. Thì là mới mất ngoài ngày hôm qua thôi đúng không cô? Hồi tối nay nè, bây giờ sáng tới chiều nè. Rồi con nghe nói là lúc đầu là chưa có hòm, chưa có quan tài gì hết mà con. Thì bây giờ con biết sẵn nghèo, cái cô mới điện lên chủ tịch xã này nè. Cô nói Tâm ơi, là thằng chủ tịch á, nó cũng cháu, Tâm ơi, hai vợ chồng con uống nó chết hết trơn rồi, tai nạn giao thông, bây giờ con có thể là con đại diện xã, con xin giùm hai cái hàng đi. Cái thằng chủ tịch nó nói Kiểm ơi, Kiểm gác máy đi để Tâm điện Tâm xin. Cái xin ở chùa người ta cho hai cái hàng mà không có đồ liệm. Cái đồ liệm điện lại mép tôi là đồ liệm bán bán là một cái đồ liệm cho một cái quan tài là 1 triệu. Kiểm ơi, Kiểm gắng huy động đi. Cái tôi nói vậy cũng được con ơi, bây giờ Kiểm gắng huy động chứ biết sao giờ, cho hai cái hàng là đã mừng rồi. Chủ tịch điện lại nữa, thôi Kiểm ơi, hai cái đồ liệm 2 triệu để con cho. Thì tại nó ngay chủ tịch cũng ở gần nhà. Cũng xóm. Ai nói ra cũng ai cũng thương hết, làm đủ thứ công chuyện hết, đặng nuôi con. Đứa con 13 tuổi phải nghỉ học, đi ở quán cơm từ 6 giờ chiều này nè, ở tới 6 giờ sáng ban đêm, bán quán chạm dừng chân đó. Đặng một tháng được 3 triệu, một đêm 100 ngàn, có hiếu lắm, về đưa mẹ nửa tháng lãnh 1,5 triệu, đưa mẹ 1,3 triệu rồi. Nhỏ gái 13 tuổi đó, đưa hết 1,3 triệu rồi, còn 200 xài mà không hết nửa tháng nữa. Rồi cô ơi, bây giờ là nhà ở đâu cô? Đây nè, đây cô dắt nha. Cô dắt đi. Đây nè, đồ bẩn đồ tan đi con. Một câu chuyện xảy ra khá là đau thương ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, với cô chú chị. Và đây là một cô hàng xóm. Ấp Tâm Thọ. Hai vợ chồng. Ấp Tâm Thọ. Tâm. Xã Đại Tâm. Thì ở sau đây thì... huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Ấp Tâm Thọ. Nhưng mà chia sẻ... Nhà nó thì không có số, mà ở ngoài này thì có số. Thương tâm. Thật sự là con không nghĩ nổi luôn. Đúng rồi con. Hai vợ chồng là chết tại chỗ luôn. 37 tới tại chỗ luôn. Cô nó chạy dữ lắm hay sao? Chắc vậy quá, cô nghi chắc vậy chứ 11-12 giờ đêm cô không biết nữa. Mình chỉ nghe thôi. Khi mà cô thấy, cô có được nhìn thấy cái thi thể không? Nói chơi chứ nói con mình cũng dặn, cô cũng không dám dòm. Cô sợ cô ám ảnh, cô ở kế bên. Cộng đồng mạng đừng dặn tôi không dám. Có chồng tôi thì trực tiếp. Đó, ba đứa đó, chú vô chú coi, con vô con coi coi.
Dạ cô chào cô nha. Cô là bà nội của mấy đứa nhỏ hả? Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 68. 68 tuổi hả? Dạ. Thì cái lúc mà cô nghe tin đó là hồi nào không cô? Nó tin nó 7 giờ mới nó biết con. Thầy là 7 giờ hồi sáng này ha. Nó một đứa con trai nó lại nó theo cái vợ. Có thằng con trai bên vợ ở quê ở Vĩnh Châu. Nó đã có thằng con trai qua ở bên vợ rồi. Ông già chết nó một năm. Ba nó chết con rồi, con yên chết. Nó ở cho con gái. Nó thấy con của bà nội thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh nuôi mãn cho năm. Năm. Anh nuôi á mà. 37. 37. 38. 38. 38 tuổi nha. Dạ. Còn vợ của anh thì nhiêu tuổi cô? Bằng tuổi thôi. Bằng tuổi. Chồng bằng tuổi luôn, có bằng tuổi luôn hả? Trời. Không thể nào tưởng tượng được con ở nhà. Kêu má lời nó ở cho con đấy má ơi, nó thấy con nghèo quá. Nuôi ông em lợi nó nuôi con ba nuôi con ba đứa nó nuôi mẹ được mẹ không lợi đâu mẹ lợi chơi được thì mà lợi ở nó được đâu con nghèo con đi làm con ta không nuôi mẹ được nuôi cha nuôi con nó học. Cái công việc của ảnh là ngày là làm gì bà nội? Thì làm cái gì nuôi mỗi ngày làm gì nó làm mướn, đi mượn ta đi mua mướn làm mướn đi kéo lưới kéo gì nó không ta mướn làm gì nó đi làm hết á nó thấy nghèo nó đi làm cho người ta mà cũng nghèo con nghèo nữa mà nội lời nó ở cho con đi. Nó mà không ở đâu con ơi, thấy con nghèo quá, nuôi con nó ba đứa nó học nữa. Trời ơi, bà nội khóc mà nhìn tội, ghê tội luôn á trời. Khóc quá trời, con nó thấy một đứa con trai. Không ăn cơm ăn gì ở đó, được bụi. Từ lúc nghe tin tới giờ là bà nội chưa có ăn gì luôn hả? Không ăn luôn, sáng giờ không ăn nữa hả? Hồi qua bây giờ một ngày á đâu ngủ không được đâu nên không biết sao mà ngủ không được. Nó sáng sớm nó đi ăn lại nó có thế thôi. Gọi ăn gọi gì được. Cái đêm đó là ảnh đi kéo lưới á nội. Đi kéo lưới. Nó xả nó nói nó kêu lười nó thấy lười để xuống nó xe nó ta là xả lấy lên rồi cái lúc mà bà nội lại xem hai vợ chồng bà nội có thể nhìn thấy được cái thi thể của hai vợ chồng không? Nó thấy nó đi kim ông thầy ở bệnh viện gần đó nó thằng trai nó bị nhẹ nó đi kim nó cho chỗ bệnh viện nó không thấy nó lợi nó im thằng gì nó bảo vệ nó hỏi bảo vệ lo lợi ra mở cửa nó thấy con hai đứa luôn. Như gọi đây báo nè, tại vì nhà bà nội Vĩnh Châu, nó cũng gần bệnh viện Vĩnh Châu. Thành ra con bà này nó chở đi đó kiếm, vô bệnh viện kiếm, cô kêu vô bệnh viện kiếm đi. Tại vì ta báo là nó vô bệnh viện rồi. Rồi tại vì chết lâu quá, người ta lên nhà xác, ta tưởng có thân nhân. Lúc đó thì bà nội vô nhà xác thì mới gặp. Thì bệnh viện nó rồi, ta nhậu nhà xác. Thấy hai đứa chết hai đứa con luôn. Tôi nghiệp vợ với ba đứa nữa không? Chắc còn. Bà nội thấy nghèo quá. Nó mọt đã cho bà nội mọt mua bóng cho cháu cháu. Tôi nghiệp cháu nghèo ba không có. Cô ai cũng mua chó nữa, mua bóng chó. Mua bông á, nó bà nội có tiền
Thì cậu nó nghèo, nó lương nghèo, nó không có. Mà ông ta cho chút để nó để lên cho mua bóng cho cậu chào. Hai đứa chịu luôn. Anh thì anh tên gì hả bà nội? Tên gì? Anh tên gì? Tên non. Tên Núi. Anh Núi hả? Ở đây ta kêu nó Núi không à? Ông Núi. Kêu gì? Tăng Núi. Ờ, Tăng Núi. Anh nuôi thì anh là con trai thứ mấy trong nhà của bà nội? Thứ tư. Thứ tư ha. Còn bà nội có mấy người con? Bà ở bốn đứa, một đứa trai. Có thằng trai đó. Trai kế út à? Nó kế út ở nhỏ út là nhỏ út á. Con trai một qua đây rồi, có vợ bên Đại Tâm nè. Rồi bà nội nén đau thương lên nha bà nội. Nội làm rồi, bây giờ bà nội cố gắng ăn uống nghỉ ngơi nha. Để lo cho xong cái đám của con mình. Chứ giờ bà nội mà suy sụp nữa là không biết sao luôn á. Phải ăn cơm á. Còn mấy đứa cháu của mình nữa, bà nội còn phải lo cho mấy đứa cháu của mình nữa. Ly bà ái à? Trời ơi Ngọc ơi. Rồi cảm ơn Ngọc. Trời ngày mai mấy cô đó mới rút tài khoản làm lại. Trời ơi Ngọc ơi Ngọc. Cảm ơn nhân viên của em nha. Ai cũng thương hết á, vợ chồng thì bằng ăn lắm. Phải có cái bờ đó bằng lắm. Thì ba đứa là con của ba mẹ ha. Thì con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 13. Con 13 tuổi là chị lớn đúng không? Dạ đúng. Còn tới bé này con bao nhiêu tuổi rồi con? Con 10 tuổi. Ừ, con 10 tuổi ha. Rồi con tên chị? Con tên Hồng Hoa. Còn là con? Con Nhật. Con tên Nhật, con 8 tuổi. Còn chị lớn con tên gì con? Dạ con tên Ngọc Hằng. Ngọc Hằng ha. Ngọc Hoa, Ngọc Hoa, Nhật. Thì bình thường á là ba mẹ sẽ đi kéo cá ban đêm hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà tính mới nghỉ một hôm. Rồi cái lúc bà con hay tin đó là như thế nào? Dạ vừa lúc đó con mới vừa đi làm về. Rồi con nằm nó mỏi hơi rồi hơi nghe được tin ba em mất trước rồi sau đó ngồi khóc mỏi hơi rồi hơi nghe được tin ba báo mất. Lúc đó thì ai gọi điện cho con? Ai báo cho con ạ? Dạ công an báo lại cho mấy cô chú đây, cô chú báo lại cho con. Lúc đó là báo như thế nào con? Nói là mẹ con yếu lưới bị tai nạn. Là người ta báo tin là mẹ mất trước. Rồi xong rồi khoảng bao lâu nữa thì báo tin là ba con mất? Chắc cỡ nửa tiếng, một tiếng nữa. Là lúc đó người ta gọi về, người ta nói là ba con cũng mất luôn rồi. Là bị tai nạn, là bị tai nạn như thế nào con biết không? Hình như là bên bển ở thanh niên trẻ 22, 23 tuổi gì đó thì sẽ chia, rồi xỉn, rồi đụng. Tức là con cũng nghe lại là cái vụ tai nạn đó là hai cái thanh niên chạy trên một chiếc xe, và trong khi đó là hai cái người đó xỉn nữa là tông vào ba mẹ con. Dạ. Nãy chú có nghe nói là như là mất tại chỗ mà đúng không? Ba mẹ con mất tại chỗ đúng không? Còn hai người kia thì cũng mất luôn bây giờ. Dạ đúng. Trời ơi. Rồi con thì con học lớp mấy rồi? Con học lớp 7. Lớp 7 hả? Hai đứa. Con học lớp ấy? Rồi bình thường như ba mẹ đi làm khuya như vậy á, đi kéo cá khuya như vậy á, còn ba đứa ở nhà thì sao? Không, con đi làm rồi. Con nghỉ học đi làm. Con vừa học vừa làm luôn? Nghỉ học. Con nghỉ học rồi. Con mới có 14 tuổi mà còn nghỉ học đi làm rồi. Rồi bây giờ là con làm gì? Dạ, chỗ quán cơm Chạm Dừng Chân. Quán cơm hả? Con làm một tháng được bao nhiêu? Dạ, lúc đầu con mới vô là được 3 triệu. Con vô cỡ 3 tháng là được 3 triệu rồi. Con làm được bao lâu rồi? Dạ, 3 tháng mấy. Mới có 17 tuổi mà đi làm 3 tháng mấy rồi đó cả nhà. Trời ơi.
Là cái lúc đó là con đi con không có đi học nữa. Dạ. Là con tự nguyện muốn mình tự đi làm hay sao? Dạ đúng rồi. Là lúc đó như thế nào mà là con lại tự muốn nghỉ học mà đi làm? Thấy mẹ làm cổ quá cũng không đủ tiền trả anh nợ. Nói vậy con cho hai đứa này học, con nghỉ học. Tức là con hy sinh cái việc học của con để con đi làm, nhường cái phần học lại là cho hai đứa em của con. Con có muốn đi học không? Sao chú thấy con nói về chuyện mà con khóc cho con rưng rưng à? Dạ con không muốn đi học nữa. Điện thoại ghê luôn á cả nhà. Lúc mà con nghe tin đó, con có tin không? Nghe tin ba mẹ con mất á. Lúc đầu con cũng không mấy gì tin nữa. Con nghe mọi người nói nhiều quá, con nói chết vậy quá, con không biết ào ra ở Mỹ con học. Ừ. Khi mà đưa ba mẹ về đây nè, là đưa hồi nào? Về đây có một giờ mấy. Một giờ mấy trưa hồi nãy hả? Dạ. Là lúc đó con có được nhìn mặt ba mẹ con không? Nhìn rõ. Rồi con thấy ba mẹ con như thế nào, có bị thương nhiều, nhiều không? Nhiều lắm. Bị thương nhiều lắm hả? Mới vừa té xuống mà con nhìn thẳng nói mặt mẹ con luôn. Trời ơi. Là con thấy là trên người ba mẹ con rất là nhiều vết thương. Dạ đúng rồi. Tức là có thể là nó chạy nó xịn ngủ quá, nó chạy mạnh quá nó đụng một cái á. Hai đứa nhỏ này cả nhà. Rồi bây giờ là trong hồi trước là trong nhà là có 5 người ở thôi, ba mẹ với lại ba đứa con. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ là tương lai là sao? Một mình con lo cho hai em hay sao? Có hàng xóm nữa, có cô gì nữa. Cô gì nói có gì ăn đó. Ba đứa nhỏ xíu rồi nó chưa biết gì hết cả nhà. Có chị lớn rồi, bây giờ là chị lớn phải gồng gánh là con lo lại cho hai đứa em với con. Mà con đi làm ở đó đó là mà một tháng được 3 triệu mấy hả? Dạ. Lãnh lương tháng hay sao? Dạ nửa tháng lãnh một lần. Ừ. Rồi tiền lúc ba mẹ còn đó về ba đưa ba mẹ. Dạ đúng rồi, con lấy nửa tháng 200 nghìn. Nửa tháng con lấy có 200 ngàn thôi. Là để con đi lại con ăn uống đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi buổi tối là ba mẹ con đi kéo cá. Rồi buổi sáng ba mẹ có làm gì nữa không? Bà mẹ bán cá xong rồi đi gãy tưới nước. Nhưng khi ba con thì đi ai mướn gì làm đó. Rồi ba là mướn ai mướn gì làm đó ha. Còn mẹ thì đi rẫy. Còn buổi tối thì đi kéo cá. Dạ. Là chú nghe là trên đường là ba mẹ con đi là bị tai nạn đúng không? Chưa có kéo cá, chưa kéo được cá. Chưa kéo cá. Bình thường thì tối khoảng 10 giờ thì ba mẹ đi. Rồi tới mấy giờ ba mẹ về? Gỡ 3-4 giờ sáng mẹ về. Rồi cái lúc mà con không thấy ba mẹ con về, con có lo không? Lúc đó con tưởng là mẹ con lo bán cá quên con đó là. Nên con có vàng chế đi làm cùng nó đi về. Rồi thấy sao lâu quá vậy chưa chở Hải đi học nữa. Lúc đó con chắc là không có sao đâu. Mẹ đi đâu lâu xíu mà. Con hơi nghe được cái đường mẹ chết. Lúc đó con sao? Con hết hồn hả? Hết hồn luôn á. Con không biết cái gì hết trơn. Hồn mẹ chết. Rồi con nói là cho hai người em của con hả? Không biết nó nghe được đâu. 10 giờ mấy mới đi học về nhưng mà 9 giờ mấy được về gì. Bình thường á thì ba mẹ có đi về khuya như vậy không? Có khi đêm nào mà tới sáng mới về không? Khi mẹ đi trễ thì tới sáng mẹ mới về. Là cái đêm đó là con cũng tưởng là ba mẹ là đi kéo cá xong rồi đi bán cá tới sáng mới về luôn ha. Dạ. Nhưng mà con nghĩ là cũng như bình thường, nếu không đâu có chuyện gì xảy ra tới sáng mới về cái đưa em con đi học. Nhưng mà không ngờ thì những cái sự việc đau lòng xảy ra. Bây giờ thì ba đứa trẻ như vậy nè cả nhà. Thank you.
Bây giờ hiện tại thì ở đây là có con cô hay gì hay là ai đứng ra làm đám này với con? Dạ cô con. Cô của con hả? Ừ. Con kêu bằng cô mấy? Cô hai. Cô hai ha. Rồi thì ba đứa lại ba đứa chịu tan rồi Khánh giái ba mẹ ha. Bây giờ dạ. Chú để trò chuyện với cô của con chút xíu ha. Chị là cô của mấy bé ha? Cô mấy bé chị nó Út con thứ năm. Là chị thứ năm là cái người mắc là thứ sáu là Út. Thứ sáu. Thì hai vợ chồng em nghe là cùng tuổi là 38 tuổi hả? Cùng tuổi luôn, hai chồng cùng tuổi. Dạ. Thì cái bây giờ thì cái mất mát như vậy rồi. Mấy đứa nhỏ thì tương lai chắc rồi bây giờ là bên nội với bên ngoại nuôi hay sao chị? Bên ngoại chị nuôi cũng được, chị nuôi ba đứa chị nuôi. Ba đứa chị nuôi luôn hả? Chị đứng ra chị nuôi luôn hả? Đứng ra chị. Ngày 8 hôm nay là chị cũng đứng ra chị làm luôn hả? Chị có chồng con gì không? Có chồng nhưng mà chưa không chứa con. Dạ. Đứng ra nuôi ba đứa này. Cuộc sống mình có ổn không mà chị nhắm nuôi được không? Giờ không ổn gì cũng phải nuôi, nếu cha mẹ nó mất hết rồi sao giờ? Lúc cha mẹ nó còn nuôi nữa mà giờ cha mẹ nó mất rồi phải chịu rồi. Cái lúc đầu á là em nghe là mẹ của mấy đứa là mất trước, sau đó mẹ tới ba mất trước rồi không biết rồi đi làm xa, đi lên làm tới An Giang nó trễ nặng rồi mới điện là nói là mẹ nó mất rồi mới chạy về, tưởng là thôi nói mẹ mất ấy còn cha cũng được. Mà sao nó chị có ba nó đó nói mà hai chồng nó chết hết luôn rồi. Lúc đầu tụi em nghe là tưởng đâu là bị đuối nước. Đi chém cá mà tưởng đâu bị đuối nước không ạ? Bị tai nạn. Hay là cuối cùng qua là bị tai nạn ở trên bờ. Bị tai nạn. Hai người kia nó xỉn á. Dạ. Hai chồng á đi kéo lưới. Ngày nào cũng đi hết trơn á. Rồi quan tài hàng xóm thì em nghe tin là chưa có quan tài. Rồi sao nãy cô cũng chia sẻ là cũng được hỗ trợ hả chị? Đúng rồi, từ thiện. Bên từ thiện đã hỗ trợ ha. Rồi khi nào mà thì sẽ thiêu hết? Đúng mà thứ sáu, thứ bảy. Thứ bảy này nè, thiêu hết. Mấy giờ chị? Không biết, nãy nói thứ bảy mà không biết mấy giờ, không có hỏi lo khóc không, có hỏi được. Dạ. Rồi cái tiền mình quả thiêu đồ thì có được hỗ trợ chứ ta? Chưa mà nếu mà nhiêu thì chị ra chứ sao giờ không có thì có thì mượn ta gửi trong quanh đây nè, ta cũng cho. Dạ, em thấy bà con hàng xóm đây cũng được rất là yêu thương gia đình. Nghe hai chồng nó nghèo chết ai cũng cho hết trơn á. Chị là chị tên gì á chị? Chị mất á. Lan Ngọc Sang. Lan Ngọc Sang. Lan Ngọc Sang. Lan Ngọc Sang. Còn ảnh thì ảnh tên Tăng Nui. Là hai vợ chồng là người Khmer hết. Hai chồng người Khmer. Chồng nó Vĩnh Châu á. Dạ. Còn nhà này thì nhà này đã mượn nợ bên đây nè, cắt chưa trả. Bởi vì hai chồng gắng đi kéo lưới đang trả đóng góp ta. Dạ. Tức là hai chồng bây giờ là mất bỏ lại ba đứa nhỏ với lại một món nợ là lúc mà xây cái nhà này. Dạ. Số nợ nó lớn không chị? Không biết lớn không á, bên bển rồi. Tương lai thì chị sẽ gánh vác ba đứa nhỏ này ha. Cái nuôi sao giờ trả bỏ ở đâu giờ? Lúc vậy thì chị đưa về giờ An Giang hả? Bỏ nó đây đi rồi gửi tiền về, đi làm gửi tiền về. Có bà ngoại kế bên á. Ngoại coi giùm. Em thấy chị khóc hồi sớm giờ luôn á. Thương nó, thương hai chồng nó với bé đứa cháu thương lắm. Lúc hai chồng nó còn sống á, còn gửi tiền cho hai chồng nó hoài à. Bây giờ còn hai đứa nhỏ này đi học nè. Hai đứa nhỏ đi học. Ở bên kế bên thì cũng có bà ngoại cũng đỡ ha. Có bà ngoại coi. Thường ngày bà ngoại cũng coi nữa. Hai vợ chồng nó hay đi làm. Dạ. Đã kêu gì làm đó. Nếu mà không đi làm thì ban đêm đi kéo lưới. Thì là tính ra là hai chồng lo làm suốt luôn. Đi làm. Mặc dù đi làm gì rồi ba đứa nhỏ là ai dạy ra?
mẹ khi từ khi mẹ lớn này đi làm nữa. Bé lớn đi làm nó ngủ rồi, còn hai bé này nó tự đi chơi anh đó à. Từ ngày tới giờ đi học á, đâu đi học chứ tự đi chơi à. Thì bữa nay tụi em ghé giờ trước hết cũng có một số tiền là 1 triệu của cô Thô Nguyễn gửi cho gia đình mình ha. Dạ. Bắt là phụ vô cái tiền nhang đèn hả chị? Dạ. Còn nếu mà có được cô bác anh chị mình được Quân hỗ trợ thêm cho mình á thì được phần nào đỡ phần đó ha. Dạ. Và tương lai là mấy đứa nhỏ nè. Mấy đứa nhỏ là thật sự là lúc đầu nghe tin sốc lắm luôn á. Ví dụ như bị tai nạn mất một người thôi mà còn một người người cha hoặc người mẹ lo cho nghe tin nó khóc. Nghe tin nó khóc từ An Giang về đấy luôn. Chạy xe khóc từ An Giang về luôn. Để tôi nghe ba đứa cháu. Bình thường thì chị có hay tâm sự của mẹ với mẹ của mấy bé không? Hay điện về hoài à, mỗi ngày nào cũng điện hết trơn á, trưa điện, chiều điện rồi nói chuyện. Dạ. Hai chị em nói chuyện hoài à. Như tối hôm đó thì có gọi cho chị không? Tối hôm đó không có gọi. Hai bữa nay không biết có điểm gì không có gọi, chứ gọi thường ngày, gọi mỗi ngày luôn á. À, là thường bình thường là ngày nào cũng gọi hết? Ngày nào cũng gọi, ngày gọi hai ba lần luôn á. Mà tự nhiên cái... hai ba ngày không có gọi. Gọi. Không. Rồi không gọi cái nghe tin má nó ngu nó chết rồi, tại ngoài nó tin nó kêu tin uống quen á. Dạ. Nó uống nó mất rồi. Nó đi về, tưởng nó chồng nó còn sống mà chồng cũng đi với nó luôn. Thì em xin phép gửi cho chị 1 triệu á. Dạ. Để phụ cái tiền nhang đèn. Rồi cảm ơn chị gì đó. Chị Thô Nguyễn. Dạ Thô Nguyễn. Giúp đỡ cho gia đình mấy đứa bé. Dạ. Con cảm ơn. Rồi giỏi con cảm ơn cô đi. Đứa nào cũng ngoan hết trơn cả nhà. Ba đứa nó hiền lắm á, hiền lắm. Ai cũng thương á. Cái lúc cái đêm đó mẹ có nói gì với con không? Trước khi mà ba mẹ đi á, ba mẹ lấy xe đi làm á. Không có nói gì bình thường thôi vậy á. Dỡ con đi cái đó rồi dỡ giỡn với hai mẹ con giỡn với nhau. Giỡn nhau mẹ đi về. Không có nói gì con hết hả? Mẹ có nói gì với con không? Con trai Nhật. Không có nói gì luôn. Tự nhiên cái tai nạn nó ập lên cả nhà. Nghĩ đùng cái còn trẻ mà chết hết hai chồng luôn. Dạ. 38 tuổi rồi, năm nay tuổi gì ta? Được. Năm nay mẹo. Năm nay tuổi mẹo hả? Nó tuổi cọp. À. Hai chồng tuổi cọp hết 1 tuổi luôn á. 38 tuổi dần. 38 tuổi dần. Tuổi dần thì năm nay năm mẹo. À, bây giờ hai cái quan tài nó nằm như thế này, cái nhà hai cái di ảnh. Ba đứa nhỏ thì ngồi là cái cảnh này hồi đó giờ chưa bao giờ thấy luôn á. Rồi thì bây giờ tụi em sẽ chia sẻ cái đoạn video này lên để nhờ cộng đồng mạng. Dạ. Như mình may mắn thì sẽ được quý mạnh thông quân hỗ trợ giúp cho gia đình mình ha. Dạ. Dạ. Rồi thì bây giờ thấy đám buổi chiều rồi, giờ chị lo đám ha, lại lo cho mấy nhỏ chiều nay ăn uống gì chưa? Sáng giờ chưa ăn, nghe tin gì sáng giờ chạy từ đẳng lại chưa có ăn gì. Chưa có ăn gì hết mẹ? Chưa. Con ăn gì chưa? Dạ. Trời ơi, chưa ăn luôn hả con? Rồi con ăn gì chưa? Chưa luôn. Con ăn gì chưa con gái? Chưa có đứa nào ăn cơm ăn nước gì hết hả? Hồi sáng tới giờ luôn hả? Trời ơi. Giờ chiều tối luôn. Giờ tối rồi. Bây giờ thắp nhang làm lễ cho mẹ chút xíu đi ha. Rồi kiếm gì ăn đi ha. Chứ mấy đứa không ăn chịu không nổi đó con. Rồi